Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Cực phẩm gia đình tập 154. Hai người lão Hồ nghị kế tới đêm khuya, chủ ý đưa ra vô số nhưng không tìm ra biện pháp hữu hiệu chế phục Nguyệt Nha Nhi. Lúc này hai người mới hiểu chỗ vĩ đại của Lâm Tướng Quân, chính gọi là ở trên giường một phút là công lao 10 năm ngoài giường. Nhớ tới Lâm Tướng Quân trong lúc nói cười hái lấy trái tim các vị tiểu thư, nhìn như là lấy đồ trong túi, nhưng đằng sau vinh quang bao hàm bao nhiêu sự cần cù và mồ hôi công sức, đúng là đáng kính ngưỡng. Mặc dù hai người suy nghĩ bẩn thỉu, Lâm Văn Vinh chẳng muốn phí lời với bọn họ nữa, cất bước đi ra tới thẳng căn lều của Lý Vũ Lăng. An nguy của tiểu Lý Từ hiện giờ quan trọng nhất. Căn lều kia được dựng ở chính giữa, gần ngay bên đại doanh của Lâm Văn Vinh. Bốn xung quanh cửa có mười mấy người canh giữ vô cùng nghiêm mật. Tướng quân. Thấy hắn đi tới, mấy hộ vệ tinh thần phấn chấn vội vàng hành lễ. Các vị huynh đệ vất vả rồi. Lâm huynh đệ khẽ gật đầu, vừa mới vén rèm lên, liền thấy một bóng trắng lóe lên, gió lạnh thoảng qua bên người như bóng chim hồng vụt qua. Kẻ nào? Trong lúc kinh hãi, động tác Lâm Văn Vinh vẫn rất nhanh, choàng một cái trường đao rời vỏ chém thẳng tới. Loạt động tác này của hắn đều luyện được từ trên chiến trường, vừa chuẩn vừa mạnh, ngay cả người đột quyết cũng không địch nổi hắn, có thể nói là rất nhanh gọn. Đao chém tới gió vù vù, khí thế vô cùng, mười phần đám chắc chín. Nhưng dưới sức lực mạnh mẽ đó, đao phong không dừng lại chút nào, chém thẳng xuống, lạc vào khoảng không. Nhìn lại trước mặt, hoàn toàn trống không, chớ nói là người, ngay cả bóng một con ruồi cũng chẳng có. Tướng quân, có chuyện gì vậy? Thủ vệ ở bên ngoài nghe tiếng quát vội vã tiến vào, chỉ thấy Lâm Tướng Quân hai tay nắm chặt đao, mặt đầy vẻ kinh hãi, thần tình đang chấn động. Lâm Văn Vinh thở ra một hơi dài, trầm giọng nói. Các người canh ở bên ngoài, có thấy người nào xông ra không? Mấy hộ vệ vội lắc đầu. Không có, từ lúc cắm trại tới giờ, tướng quân và cao tướng quân, hồ tướng quân trước đó đã tới thăm, không còn ai tới gần căn lều này. Lâm Văn Vinh cẩn thận dò xét trong lều. Lý Vũ Lăng ngàn tĩnh nằm trên giường hành quân. Sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp tuy chậm nhưng không có gì khác biệt. Nhưng trên người quấn đầy băng gạc thấy mà giật mình. Đó là khi cắm trại, Lâm Văn Vinh tự tay thay thuốc quấn băng cho tiểu Lý Tử. Hắn tự nhiên là nhận ra rõ. Phía trước còn đặt một chén thuốc. Trong lều tràn ngập mùi thuốc. Trừ điều đó ra thì không thấy chỗ nào khác biệt nữa. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Lâm Văn Vinh nghi hoặc, chậm rãi thu đao lại, bước nhanh tới trước giường Lý Vũ Lăng. Hai mắt Lý Vũ Lăng nhắm chặt, ngủ rất yên bình, khuôn mặt có chút non nớt và môi nứt nẻ do thiếu nước. Đưa tay ra sờ trán hắn, tuy vẫn còn nóng nhưng đã có vẻ từ từ hạ bớt đi rồi. Tất cả mọi việc đều không có gì khác thường. Chẳng lẽ đúng là hành quân mệt mỏi thành ra nhìn không rõ? Lâm Văn Vinh bất giác đưa tay dụi mắt. Mấy người hộ vệ thấy Lâm Tướng Quân ngó đông người Tây, trong mắt đảo tròn, không nghĩ là hắn đang làm gì. Cẩn thận tìm kiếm nửa ngày trời, nhưng căn bản không tìm ra dấu vết khác thường nào. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên cười ha ha. Ha, không có gì. Là ta chỉ là kiểm tra sự cảnh giác của các anh em thôi. Thấy mọi người không hề sợ hãi, tận trung với nhiệm vụ, ta rất an ủi. Từ trong lều Lý Vũ Lăng đi ra, hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Một mảng tĩnh lặng, trừ tiếng chiến mã thỉnh thoảng truyền tới, không nghe thấy chút âm thanh nào khác. Vì không muốn mấy chục người đột quyết còn lại làm loạn, nên Lâm Văn Vinh đã đưa bọn chúng chia thành hơn 10 tổ nhỏ để trông chừng. Trong đó, tráng hán đột quyết tên là Hách Lý Diệp đang bị trói chặt do chính thân binh của Hồ Bất Quy canh giữ. Còn lại mỗi Nguyệt Nha Nhi cô đơn một mình ở trong một chiếc lều cách nơi này không xa. Bốn phía cũng có rất nhiều thủ vệ. Tin rằng nàng ta cũng chẳng bày ra được trò gì. Tất cả các yếu tố nghĩ được đều đã bị bài trừ, cũng không nghĩ ra hậu quả nào có thể xảy ra, nên chẳng phí tâm tư làm gì nữa. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh cũng không được. Cứ về nhà đánh một giấc mới là thực tế nhất. Hắn vừa mới bước ra, liền nghe đằng xa truyền lại tiếng sáo trong trèo giống như từ trên trời, trong âm thanh mơ hồ mang theo bi thương giống như mưa xuân tí tách rơi trên lá cây. Đi được mấy bước thì thấy một bóng người lặng lẽ ngồi trên mặt cỏ quay lưng về phía mình. Chiếc khăn lụa vàng đã gỡ xuống, mái tóc như mây trôi buông xõa tự nhiên, tựa như một dòng thác đổ thẳng xuống. Mép váy đáy đen viền vàng theo kiểu người Hồ để mặc chạm xuống đất, thân hình mỹ miều như một đóa hoa vàng trên thảo nguyên, nở rộ giữa ánh trăng sáng tỏ. Một chiếc sáo ngọc đặt ngang bên miệng của nàng, âm điệu vang vọng từ trong ống trúc thoát ra, khi thì réo rắt, khi thì trầm lặng,
giống như gió trên đại mạc phất qua mặt. Muốn cầu dẫn ta, không có cửa đâu. Nhìn thân ảnh hiểu điệu đó, Lâm Vận Vinh nuốt nước bọt ở ngực. Nỗi lòng thiếu nữ rối miên man, nhớ ai cô quạnh tiếng nỉ non. Hắn cười hi hi dẫm mạnh bước chân, tiếng cỏ bị dẫm đạp lào xào vang lên. Đêm dài dằng dặc ai ngủ cùng ta? Ây, đây chẳng phải là Ngọc Già cô nương sao? Nàng cũng không ngủ được à? Thiếu nữ đột quyết chậm rãi quay người lại. Trong ánh mắt nhạt, đôi mắt nàng sâu xa như nước, lại có dã tính khó thuần phục, có thể nhìn thấy hai vệt nước mắt trong suốt, khuôn mặt trắng như ngọc mê người như ánh trăng sáng trên trời. Trời ơi! Tâm tình Lâm Văn Vinh không tránh khỏi trở nên bồn chồn. Ai nói đột quyết không có mỹ nữ? Nguyệt Nha Nhi này đây đúng là có sự mê hoặc khác biệt. Người tới làm gì? Thiếu nữ đột quyết nhìn hắn đầy vẻ chán ghét hỏi. Nhầm rồi, câu này phải để ta hỏi nàng mới đúng. Lâm Văn Vinh cười đáp. Ánh trăng đêm đẹp như thế này làm ta ngủ không được. Vừa khéo thú tính đại phát muốn ngầm mấy câu thơ. Ôi, Mạc Thượng Thảo Nguyên phóng quang hoa, Ngọc Già cô nương suy ngọc tiêu, tối hỉ xuân thì hoa chiếu thủy, tiêu khán nguyệt sắc tuyết đánh xa. Thảo Nguyên bao la sáng chói lòa, Ngọc Già cô nương thổi ngọc tiêu, đường buổi xuân thì hoa soi nước, cười trong ánh nguyệt tuyết ánh xa. Ai, thơ hay, Ngọc Già cô nương chẳng lẽ cũng bị ca từ của ta thu hút? Theo tiếng đại hoa ta mà nói, đó là cất vượn từ trên trời rơi xuống. Cái này phát âm giống duyên phan, nghĩa là duyên phận. Duyên phận gì? Ngọc Già cười lạnh. Đột quyết ta và đại hoa ngươi vốn là kẻ thù sống chết. Người bắt tộc nhân của ta, ép ta trị bệnh cho người đại hoa. Thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật là không nhục danh xưng người đại hoa của ngươi. Lâm Văn Vinh khoát tay không để ý, đi tới gần bên nàng ngồi xuống. Hèn hạ hay là không hèn hạ, không phải cứ Ngọc Già cô nương nói là được. Dù sao nàng cũng không để lại trò ngầm gì trên người huynh đệ của ta chứ. Sắc mặt Nguyệt Nha Nhi biến đổi, tách khỏi người hắn thật xa, hừ lạnh một tiếng, sau trong con mắt có mấy tia lạnh lùng. Hai mắt Lâm Văn Vinh nheo lại mỉm cười nói, chẳng cần nàng thừa nhận, trong lòng mỗi người tự nhiên đều hiểu, giống như nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta vậy, không cần hỏi quá trình, chỉ cần nhìn kết quả là được rồi. Nguyệt Nha Nhi chơi đùa Ngọc Già trong tay hừ khinh miệt. Chớ tự cho mình thông minh, đàn sói trên thảo nguyên vĩnh viễn không đấu lại được người thợ săn tài giỏi. Thế sao, đây lại là ngạn ngữ của đột quyết à? Lâm Văn Vinh gật đầu nói, vậy rất hay, về sói thì đại hoa ta cũng có câu ngạn ngữ chớ danh. Đó là một đêm làm sói 7 lần, có nghĩa là nam nhân đại hoa chúng ta một đêm có thể hóa thân thành 7 con á lang. Trên thảo nguyên có thợ săn lợi hại như thế không? Không biết xấu hổ. Nguyệt Nha Nhi nổi giận quát, tai đỏ cả lên, hiển nhiên là đã nghe qua câu ngạn ngữ chớ danh này rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả, sắc mặt đột nhiên biến lạnh. Nói thẳng ra nhé, Nguyệt Nha Nhi tiểu thư, ta có thể không để ý tới xuất thân, lai lịch của nàng. Ta có thể thả tộc nhân của nàng. Ta chỉ hy vọng nàng không nên giở trò gì trên người huynh đệ của ta. Ta hy vọng có thể làm hắn nhanh chóng tỉnh lại, ở cùng với chúng ta. Hắn thế là cũng xem như lật bài rồi. Đối diện với thiếu nữ thông minh như Nguyệt Nha Nhi, điều này tốt hơn là che che giấu giấu, chẳng bằng lấy công làm thủ, xem ra bài chủ của nàng thế nào. Ngọc Già hừ lạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Xin chớ nên nghĩ ai cũng hèn hạ giống như loại cướp các ngươi. Tấm lòng đột quyết chúng ta rộng lớn, các ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Đúng, rất là lớn. Tên cướp tức giận nhìn hao háo vào tấm lòng rộng lớn của nàng, nước miếng nhỏ ra, ánh mắt dâm dục. Ngọc Già mặt phủ xương, còn mắt làm lạnh lùng. Hai tộc nhân được thả ra trước đây của ta, dù ý là thế nào, tin rằng ngươi càng rõ hơn ta. Là ai đang giở trò, trong lòng người đại hoa các ngươi tự biết. Nhưng ta không thể tưởng tượng được loại người xảo trá hèn hạ vô sỉ hạ lưu như ngươi lừa được vị trí này ở đại hoa như thế nào. Có thể thấy rõ được sự khinh miệt của thiếu nữ đột quyết với hắn, trong đó tất nhiên là có thiên kiến với đại hoa, không liên quan gì tới sự biểu hiện hạ lưu của tên cướp này. Thế này xem như là nàng đang khen ta rồi. Lâm Văn Vinh cười hà hà. Nguyệt Nha Nhi muội muội, văn hóa đại hoa chúng ta rộng lớn, xem ra nàng hoàn toàn còn chưa hiểu được sâu sắc. Nhưng mà cũng chẳng sao, nàng có thể nói được mấy câu đại hoa lưu loát đã là thành tích rất đáng kể rồi. Phải rồi, cả ý thuật và tiếng của đại hoa nàng đều thành thục như thế, có phải là nàng đã tới đại hoa ta du học? Nhưng không biết sở học từ đâu, sư thừa là ai? Nàng có biết Tử Vị không? Mai Nghiễn Thu nữa, còn có Cố Thuận Trương. Hắn hỏi liền tên mấy người rất là hứng thú, Nguyệt Nha Nhi làm sao lại chẳng nhìn ra tâm tư của hắn,
không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ cười lạnh không nói. Hỏi tới kiệt cả sức rồi, nha đầu này vẫn như là làm từ khối sắt, không thốt một lời. Lâm Văn Vinh thầm nóng lên hắc hắc nói. Ồ, ta hiểu rồi, nhất định tình lang của nàng là người Đại Hoa. Nàng vì chuẩn bị bỏ nhà theo hắn nên mới khổ công học tiếng Đại Hoa và y thuật. Không tệ, không tệ, có cá tính đấy. Nghe hắn nói bậy, Ngọc Gia không nhịn được nổi giận. Ai thèm bỏ theo người Đại Hoa? Nữ nhi thảo nguyên chúng ta hướng tới dũng sĩ vô địch, nam nhân Đại Hoa các ngươi yếu đuối hèn nhát, giống như cây bông trên thảo nguyên, đạp một cái là nhũn ra, không có cốt khí. Điều này Ngọc Gia cô nương quá độc đoán rồi. Lâm Văn Vinh hậm hực bất bình. Sao nàng có thể bởi vì một cây con heo rũ mà hủy đi cả một khu rừng rậm rạp? Xa xôi chẳng nói làm gì. Nàng nhìn ta coi, ta cứng hay là mềm? Ta có cốt khí không? Người ấy à? Thiếu nữ đột quyết hừ một tiếng. Cốt khí thì đúng là có một chút, nhưng toàn bộ lại dùng ở chỗ hạ lưu rồi. Cái đánh giá này đúng là hiểu tới cốt tủy của hắn rồi. Lâm Văn Vinh cũng chẳng để ý, cười ha ha. Ngọc Gia cô nương mắt tốt thật, đúng là nhìn người nhìn thấu tận tim. Nếu chẳng phải hai người chúng ta lần đầu gặp nhau, ta nhất định còn cho rằng nàng trước đây đã thấy ta rồi đó. Nói trở lại, Ngọc Gia tiểu thư, trước đây nàng đã nghe qua tên của ta chưa? Tam Cát Thị, Hoa Lão Công. Ngọc Gia khinh thường, cái tên xấu như thế, ta muốn nghe nó làm gì? Lâm Văn Vinh nhịn cười nói, gọi lâu rồi sẽ không thấy nó xấu nữa. Nói như vậy thì trước đây Ngọc Gia cô nương chưa nghe qua tên của ta rồi. Đáng tiếc, thấy nàng hiểu ta như thế, ta còn cho rằng nàng từng khổ công nghiên cứu về ta đó. Câu nói này tự như là vô tình, lại như cố ý, thuận miệng nói ra, khiến Ngọc Gia cũng không khỏi ngây người. Lâm Văn Vinh nhìn thẳng vào mắt nàng, không nhanh không chậm nói. Kỳ thực, ở đột quyết ta có một người bạn không thể tính là bạn. Hắn tên là Lộc Đông Tán, là người rất thông minh. Nhưng mà Ngọc Gia cô nương so với hắn càng thông minh hơn. Nguyệt Nha Nhi muội muội có biết Lộc Đông Tán không? Ngọc Gia không đổi sắc mặt, chậm rãi nói. Cuộc sự Lộc Đông Tán vang danh thảo nguyên, phàm là con dân đột quyết ta sao có thể không biết ngài chứ? Hóa ra là nàng biết hắn. Lâm Văn Vinh cười đầy ý nghĩa sâu xa. Cũng tốt, đợi đó lúc nào rảnh rỗi, phiền nàng chuyển lời cho hắn. Đó là ta hoan nghênh hắn tới Đại Hoa làm khách. Lần này sẽ không lừa là tị thảo của hắn nữa. Phải rồi, cái nơi mà trồng nhiều là tị thảo gọi là gì nhỉ? À, Nhĩ Thái Sơn, Khoa Bố Đa, đúng là nơi thật hay. Hắn nhìn chăm chú vào Nguyệt Nha Nhi, phát ra nụ cười quái dị như là dã lang, mặt đầy vẻ đắc ý. Tay Ngọc Già khẽ run lên, từng cơn ớn lạnh trào lên trong lòng, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói. Người Đại Hoa tự cho là thông minh, hóa ra người coi ta là người do Lộc Đông Tán phái đến. Không ngờ lại bị nha đầu này nhìn thấu. Lâm Văn Vinh cười lạnh, chẳng lẽ không phải sao? Nguyệt Nha Nhi cười như chuông reo phá tan trời đêm yên tĩnh, vang khắp căn lều lớn nhỏ xa gần, khiến vô số tướng sĩ nhìn tới phía này. Lão Cao và Lão Hồ từ trong căn lều xa thò đầu ra, nhìn về phía bên này, thấy bóng người Lâm Văn Vinh kề bên Nguyệt Nha Nhi, tức thì mắt sáng lên, cùng giơ ngón tay cái lên, cười rất bị ổi ám muội. Chỉ có quỷ mới biết được hai tên dâm hóa này nghĩ gì đi tới đâu. Còn mẹ nó, ta có làm gì đâu chứ, thật là oan uổng. Thấy bộ dạng đắc ý của thiếu nữ đột quyết, Lâm Văn Vinh nhịn không được hỏi. Nàng cười cái gì, làm hỏng giấc ngủ của người khác, dẫn tới nghi ngờ lung tung, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, nàng có biết không hả? Ngọc Gia ngừng cười nhìn hắn. Người Đại Hoa tự cho mình thông minh kia, đừng nên dùng tâm tư hẹp hòi của mình đánh giá người khác. Ta lấy danh nghĩa thần của Thảo Nguyên mà thề, ta tuyệt đối không phải do quốc sư Lộc Đông Tán phái đến. Thần của Thảo Nguyên trong lòng người đột quyết không gì sánh được. Nguyệt Nha Nhi đã thể như thế, chẳng lẽ nàng ta thật sự không phải do Lộc Đông Tán phái tới? Bị Ngọc Gia làm cho rối cả lên, Lâm Văn Vinh tức thì cũng mơ hồ. Dù hắn có vô số kinh nghiệm tán gái, trước mặt Ngọc Gia lại có cảm giác như đào chém vào gối bông, dùng sức uổng phí. Một loại nguy cơ rõ rệt trào lên, Lâm Văn Vinh đứng bật dậy, giọng tức giận. Thần y tiểu thư, nàng cứu tỉnh tiểu lý tử, ta thả nàng và tộc nhân của nàng đi, hiện giờ, lập tức. Ngọc Gia cũng duỗi người ra, đối mắt với hắn mà không hề sợ hãi. Đánh thức huynh đệ của ngươi ngay bây giờ. Rất xin lỗi, nếu y thuật của Ngọc Gia không thể cứu được, đương nhiên người vẫn có thể có lựa chọn thả ta và tộc nhân của ta. Nếu đúng là như thế, Ngọc Gia sẽ vô cùng cảm kích. Nàng cúi người xuống, khẽ phủi đi cát bụi trên váy, thân hình uyển chuyển hấp dẫn vô cùng. Còn mẹ nó, chuyện gì thế này? Nhà đầu này lại còn chầy ra, đuổi cũng không đuổi nàng ta đi được nữa. Nhìn dáng dấp tha thướt của Ngọc Gia, Lâm Văn Vinh siết chặt nắm đấm,
trong lòng đầy lửa giận. Ta cảm thấy như chúng ta bị lọt bẫy rồi. Giọng nói của lão Cao vang vọng bên tai, sắc mặt Lâm Văn Vinh tái nhợt, hồi lâu không nói gì. Sáng sớm hôm sau nhổ trại lên đường, nhìn Lâm Văn Vinh một mình một ngựa đi ở phía trên cùng, đầu cúi gục, vẻ ủ rũ. Qua một đêm tựa hồ mí mắt thâm đi nhiều, Hồ Bất Quy kéo Cao Tù ở bên cạnh, nhìn về dáng vẻ dầu dĩ của Lâm Tướng Quân thì thầm. Cao huynh đệ, ngươi cho rằng Lâm Tướng Quân bị làm sao vậy? Đêm qua không phải vẫn còn ổn sao? Lão Cao chớp chớp mắt, mặt cũng nghi hoặc. Ê, chẳng lẽ là đêm qua thất thủ rồi? Không đúng, đêm qua hắn và Nguyệt Nha Nhi cười nói vui vẻ như vậy, chính là lúc tình cảm đồng nàn. Chúng ta đều chính tay nghe thấy, sao lại thất thủ chứ? Phải là thất thần mới đúng. Nghe hắn nói tới Nguyệt Nha Nhi, lão Hồ không nhịn được, nhìn về cỗ xe tình mỹ ở giữa, rèm hơi vén lên, lộ ra bóng hình thiếu nữ đột quyết. Thần hình yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt làm nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, tĩnh lặng như nước, chấn định tự nhiên. Ngọc già đang cầm một thanh loan đao tinh xảo, thận trọng khắc ống sáo ngọc trong tay, còn thỉnh thoảng đặt lên môi khẽ thổi vài âm điệu vui tươi. Mày liễu cong cong thỉnh thoảng lại rung lên, trong mắt thoáng hiện ý cười vô cùng ngọt ngào. Nhìn thấy như vậy, Hồ Bất Quy cũng buồn bực. Thế này còn là tù binh ư? Sao nàng lại còn nhàn nhã hơn cả ngồi uống trà trong quán? Thần thái của Lâm Văn Vinh và Nguyễn Nha Nhi so với nhau, một người trầm muộn như gỗ mục, người kia thì vui vẻ như hoa xuân. Quan hệ như biến ngược lại hoàn toàn, quỷ dị khó nói lên lời. Cao Tù nhìn hồi lâu thỉnh lình vỗ tay. Hỏng rồi, lão Hồ, đại sự không hay rồi. Hồ Bất Quy kinh ngạc, không hay thế nào? Cao Tù thần bí ngó quanh quất rồi than thở. Lâm Minh Đệ, hôm qua nói với chúng ta đều là những lời mạnh miệng thôi. Nhìn bộ dạng bây giờ chỉ sợ không phải là hắn thu phục được nữ nhân đột quyết, mà là nữ nhân đột quyết thu phục hắn mất rồi. Lão Cao theo bên người Lâm Văn Vinh lâu ngày cũng học được 6-7 thành cách nói của hắn. Rồi hai từ thu phục vừa rõ ràng vừa dễ nhớ, lành lành thuận miệng, hắn cũng học được đem ra dùng. Không phải chứ? Hồ Bất Quy nghe được thì kinh hãi. Lâm Tướng Quân là nam tử có mị lực lớn nhất của đại hoa ta rồi. Đã từng chinh chiến 3.000 lần, tán gái vô số, có thể nói tấm thần tôi luyện trong nước lửa. Sao có thể bị một nữ nhân người Hồ đánh bại? Điều này thật khó mà tin được. Lão Cao thở dài sườn sượt. Sao lại không thể chứ? Chính gọi là con cùa cuối cùng vẫn chết trong nước. Tướng quân khó tránh khỏi trận vong. Lâm huynh đệ cả đời chăm chỉ hái hòa vô số. Cho dù cuối cùng bị ngã gục trong bụi hoa, cũng chẳng phải là việc gì kinh khủng cả. Hai người đoán tới nửa ngày, càng nói càng đáng sợ. Vạn nhất không chống đỡ được ở rể Thảo Nguyên, như vậy không nói tới đám cô quân thâm nhập Thảo Nguyên này, ngay cả hai vị công chúa, Tư Tiểu Thư, thậm chí cả Đại Hoa cũng đều xong cả rồi. Hai người nhìn nhau đều có thể thấy được sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt đối phương, giống như ngày tận cùng của thế giới đã tới. Cuối cùng cũng không kiềm chế được, Lão Cà và Lão Hồ cùng quát dài, vùng dòi quất lên mông ngựa. Tuấn mã lao đi đuổi theo lưng của Lâm Tướng Quân. Thiếu nữ đột quyết đang thích thú loài hoài với chiếc sáo ngọc, hơi nhướng mắt lên, nhìn ba thớt tuấn mã dần dần hội họp với nhau ở đằng xa, khóe miệng nhếch lên, trong mắt xuất hiện ý cười lạnh lùng. Hành quân lúc tảng sáng, phương đông của Thảo Nguyên mới lộ ra chút ánh sáng, bầu trời bao la vẫn là một màu đen. Lâm Văn Vinh vừa mới ngáp dài một cái, liền nghe thấy đằng sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên. Cao Tù và Hầu Bất Quy thần sắc vội vã đuổi tới đi ngang với hắn, một trái một phải vây hắn ở giữa. Ấy, hai vị đại ca thật có hứng thú, sao mới sáng sớm đã dậy đua ngựa rồi? Lâm Văn Vinh vẫy vẫy tay cười nói. Lão Cao đưa mắt ra dấu cho Hầu Bất Quy, Lão Hồ nghiến răng gượng nói. Tướng quân, mà tướng có một việc không rõ, là chuyện liên quan đến Ngọc Già. Ngọc Già? Sắc mặt Lâm Văn Vinh thoáng biến đổi, vẻ bối rối. Vô duyên vô cớ, Hồ đại ca nói tới nàng ta làm gì? Hồ Bất Quy vừa dò xét sắc mặt của Lâm Tướng Quân, vừa lựa lời nói. Không biết tối qua Tướng Quân cùng nàng giao lưu kết quả ra sao? Có ở rể hay không? Ý của mặt tướng là đêm qua tiến hành tấn công nàng ta sâu ở mức độ nào rồi? Tấn công sâu tới mức độ nào? Chẳng lẽ hiện giờ mức của ta còn chưa đủ sâu sao? Lâm Văn Vinh thở dài một tiếng lắc đầu nói. Hồ đại ca, Cao đại ca, hai huynh tới đúng lúc. Về Nguyệt Nha Nhi, đệ chỉ có một câu thôi. Một câu thôi? Lão Hồ và Lão Cao đưa mắt nhìn nhau. Không phải Lâm Minh Đệ đúng là bị nữ nhân đột quyết này thu phục rồi chứ?
Vẫn là Cao Tù phản ứng nhanh hơn, vội hỏi. Là câu gì Lâm huynh đệ cứ việc nói ra, người yên tâm, chúng ta có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, sẽ chịu được thôi. Lâm Văn Vinh lén đưa mắt nhìn về cỗ xe ở giữa, cúi đầu xuống nghiến răng nói từng chữ. Yêu quý mạng sống thì tránh xa Ngọc Già ra. Hắn nói mấy chữ này xong rồi thở ra một hơi dài, tâm tình tựa như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hai người Hồ Bất Quy ngẩn cả ra. Có khỏa trưởng quá không? Chẳng phải chỉ là một tiểu cô nương đột quyết thôi ư? Sao trong mắt Lâm tướng quân lại già như mãnh thú vậy? Không tin đúng không? Đệ đã biết là các huynh không tin mà. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khẩy. Nếu đổi lại là ngày hôm qua thì đệ cũng chẳng tin. Nhưng thật sự đúng là tàn khốc như vậy đó. Các huynh nghĩ coi. Một cô nương xinh đẹp là thế. Rơi vào tay chúng ta có thể làm gì nàng? Tiểu Lý Tử một ngày không tỉnh lại. Chúng ta không thể đánh, không thể chửi, không thể giết. Phải cung phụng nàng ta ăn uống cho tốt. Ngay cả đuổi nàng ta đi cũng thành hy vọng xa vời. Nói không khách khí một chút. Nếu nàng ta muốn ám toán chúng ta thì trăm lần có thể. Nhưng nếu chúng ta muốn ám toán nàng ta thì lại không có cách nào. Lâm Văn Vinh đau đầu nhức óc, oán giận không thôi. Vì sao mời thần dễ, đuổi thần khó, trước này chưa từng có lý giải sâu sắc như thế. Ồ, hóa ra là như thế à? Lão Cao lão Hồ ồ dài nhưng lại cười hô hố không lo lắng chút nào. Nguyệt Nha Nhi có dễ hầu hạ hay không chẳng phải là vấn đề bọn họ lo lắng. Chỉ cần Lâm huynh đệ không bị nữ nhân đột quyết đó thu phục thì mọi thứ đều đã là may mắn lớn rồi. Về phần đối phó với Nguyệt Nha Nhi thế nào, với thủ đoạn của Lâm huynh đệ, ai mà tin hắn không có biện pháp chứ? Chỉ là hắn khiêm nhường mà thôi. Này, hai vị đại ca, các huynh rốt cuộc có nghe đệ nói không đây? Các huynh có biết sự lợi hại của Nguyệt Nha Nhi hay không? Thấy hai vị đại ca không ngừng cười dâm, chẳng chút lo lắng cho vận mệnh của mình trong tương lai. Đúng là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh, Lâm tướng quân không kìm được gầm lên. Cao Tù vội gật đầu đáp. Lâm huynh đệ, kỳ thực chúng ta cũng nghĩ như vậy. Với thường thế của Tiểu Lý Tử hiện giờ đúng là không thể tách rời Nguyệt Nha Nhi. Chẳng còn cách nào chỉ đành trói nàng lại đồng hành với chúng ta thôi. Nhà đầu này tuy có chút thủ đoạn, có điều đúng như hôm qua huynh đệ người nói đó. Mà kệ nàng ta lợi hại bao nhiêu, tóm lại vẫn nằm trong tay chúng ta. Cùng lắm là dùng sức mạnh, hoặc dùng tuốc, chắc chắn không bị chịu thiệt là được rồi. Đúng thế, đúng thế. Lão Hồ hưởng ứng tiếp lời. Còn có điểm quan trọng nhất, mà tướng và cao huynh đệ cảm thấy địa vị của Ngọc Gia trong người đột quyết tuyệt đối không thấp. Mà nàng ta theo bên người, tới lúc quan trọng, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng to lớn đó. Đây cũng là nghĩ cho an nguy của các huynh đệ thôi. Hai người một sướng một họa, tuy không cố ý muốn giữ Nguyệt Nha Nhi lại, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Hiện giờ Ngọc Gia là cứu tinh của Tiểu Lý Tử, muốn đuổi nàng đi là không thể. So với việc nghĩ cách đuổi nàng đi, không bằng nghĩ cách chinh phục nàng thế nào, đó mới là thượng sách. Trong ba người thì Lâm Văn Vinh tiếp xúc với Ngọc Già nhiều nhất, nên cũng là người hiểu rõ sự lợi hại của nàng nhất. Tình hình hiện tại, Nguyệt Nha Nhi thần bí như trăng trên trời, không ai biết lai lịch của nàng ra sao. Nhưng với sự hiểu biết tiếng đại hoa và y thuật của nàng, nói nàng chưa nghe tới cái tên Lâm Văn Vinh thì không ai tin được. Buổi nói chuyện hôm qua, thiếu nữ đột quyết cơ trí nhanh nhạy, không nói chuyện thì thôi, một khi mở miệng là từng bước ép tới, dường như thấy được yếu huyệt của Lâm Văn Vinh rồi, vừa chuẩn xác lại ngoan độc. Một người trong bóng tối, một người ngoài sáng, ta còn chưa ra tay đã thua mất một nửa rồi, trận này còn đánh thế nào được nữa? Lâm Văn Vinh trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ. Cao đại ca, Hồ đại ca, mang theo Ngọc Già đồng hành, thế chẳng khác gì giữ hổ mưu bì. Cao Tù ừ một tiếng cười nói. Sợ cái gì, Hồ có lợi hại hơn nữa, cũng là một con cọp cái thôi. Ta và Lão Hồ đều có lòng tin với huynh đệ ngươi, ngươi cứ mặc sức mà làm đi. Xem ra đúng là không còn đường lùi nữa rồi. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn về cỗ xe kia. Rèm xe đã quấn lên, thiếu nữ đột quyết ngồi trên sàn xe, cẩn thận nhặt mớ thuốc trong miệng khẽ ngầm ngà một tiểu khúc thảo nguyên mà Lâm Văn Vinh nghe không hiểu. Đeo khăn lụa mỏng trên mặt, thỉnh thoảng hé ra nụ cười tươi như hoa xuân, mỹ lệ vô cùng. Chơi đùa tới lúc hứng chí, nàng bốc lấy mấy nắm thuốc, nhẹ nhàng giải trên nền xe, thành hai chữ tiếng Hoa. Không ngờ lại là tên của nàng, Ngọc Già. Thiếu nữ đột quyết hài lòng gật đầu, không biết từ đâu lấy ra một thanh loan đao màu vàng, chùy đao lấp lánh kim quang, quý hiếm vô cùng. Ngọc Già đặt thanh loan đao ở dưới tên của mình, mặt đỏ lên rồi mím môi cười. Nhìn nhất cử nhất động của nàng giống như ngọn gió nhẹ thổi qua thảo nguyên, trong lành tự nhiên, thuần khiết an nhàn. Lúc này Nguyệt Nha Nhi chỉ là một thiếu nữ đột quyết ngây thơ chân thật. Không có cái gì có thể liên hệ nàng với cô nương Ngọc Già lợi hại kín kẽ tối hôm qua.
Hồ Bất Quy lẩm bẩm. Trên thảo nguyên mà cũng có cô gái thuần khiết đáng yêu như thế sao? Ta đúng là được mở rộng kiến thức. Đáng yêu? Nhớ tới những hành vi cử chỉ tối qua của Ngọc Già, Lâm Văn Vinh thế nào cũng không thể nói cho ngang bằng thiếu nữ đột quyết này. Với từ đáng yêu, không nói nàng ta, đáng hận đã là nâng nàng lên rồi. Ngọc Già tự như cảm thấy có người đang nhìn mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ như pháo hoa, mặt sầu như nước. Còn mẹ nó, lão Cào không kiềm chế được, nắm lấy bả vai của Hồ Bất Quy gằn giọng. Tai họa, hại nước hại dân, Lâm huynh đệ, ta đại biểu cho con dân Đại Hoa, yêu cầu ngươi thu phục tai họa này, dừng thiên uy của Đại Hoa ta. Nhìn đôi mắt ướt át của thiếu nữ đột quyết, tim Lâm Văn Vinh đập rộn lên vài cái, trong đầu bất giác xuất hiện suy nghĩ, đồng hành cùng Hồ. Báo, quân tình khẩn cấp. Từ đằng xa một thất tuấn mã phóng tới như bay, tiếng hô của tham báo vang vọng cả thảo nguyên. Con ngựa lớn đột quyết toàn thân trên dưới ướt đẫm, kỵ sĩ trên ngựa mặt đầy cát bụi, mồ hôi tối ra như mưa, lao thẳng tới trung quân. Cao tổ nhanh chân tiến lên giữ lấy con ngựa đang phi nước đại, con tuấn mã ngửa đầu lên trời hí dài rồi đứng vững lại. Kỵ sĩ xuống khỏi yên ngựa, nhưng hai gối nhũn ra, mệt mỏi ngã thẳng về phía trước. Hồ Bất Quy vội tiến lên đỡ lấy hắn. Không phải sợ, có Lâm tướng quân ở đây, có quân tình gì, người mau báo ra. Người thám báo thở hổn hển. Bẩm tướng quân, đại sự không ổn. Hai vạn lính đột quyết vốn hướng tới 3.000 hào đặc, sáng nay đột nhiên thay đổi lộ trình, chuyển qua hướng tây nam của chúng ta mà tới. Lúc này tiên phong của chúng cách quân ta còn có hơn 250 dặm. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Hồ Bất Quy và Cao Tù đều kinh hãi. Người Hồ sao biết được chúng ta ở chỗ này? Hay là người báo sai? Bẩm tướng quân hết sức chính xác. Thám báo vội vã nói. Ở thiền phương còn có 3 lộ huynh đệ ẩn nấp, 6 nửa canh giờ còn có tin tức báo lại. Xem ra không phải là giả rồi. Sắc mặt lão Hồ kinh sợ, quay qua nói với Lâm Văn Vinh. Tướng quân, điều này sao có thể? Người Hồ sao lại đột nhiên chuyển hướng? Mắt Lâm Văn Vinh lóe lên, chợt nhìn sang hướng xe ngựa của Ngọc Già. Rèm xe đã hạ xuống từ lúc nào, thân hình Nguyệt Nha Nhi thất thoáng như ẩn như hiện, trong khoang xe có vài phần yên tĩnh quỷ dị. Đợi ta. Lâm Văn Vinh quát lên, bàn tay vỗ lên mông ngựa, chiến mã phóng thẳng tới cỗ xe tinh xảo kia. À, ngươi muốn làm gì? Trong tiếng kêu kinh hãi của Ngọc Già, rèm xe đã bị Lâm Văn Vinh xé toạc ra, hắn nhảy vào, vù một đao bổ thẳng vào đầu Nguyệt Nha Nhi. Một đao này vừa nhanh vừa hiểm. Ánh đao phảng phất như sao băng xẹt qua, hướng thẳng trên mặt cô gái bổ tới. Thiếu nữ đột quyết bên dưới kinh hãi khẩn cấp, hét lên một tiếng giận dữ, nhưng lại không có vẻ gì e ngại. Kim sắc loan đao nhanh như thiểm điện nhằm bụng Lâm Văn Vinh đâm lại. Hai người đều không nói một lời, trên mặt đều lộ vẻ tàn nhẫn. Không gian trong xe chật hẹp, không tiện nhảy lên. Một đao của Lâm Văn Vinh chém xuống, tuy là có thể giết được cô gái, nhưng chính mình cũng khó tránh khỏi nàng đâm bị thương. Cường đao lấp lóe đặt trên cần cổ trắng như tuyết của thiếu nữ đột quyết. Cô gái này tuy là nữ tử, nhưng sự ương ngạnh còn hơn cả nam nhi. Đôi mắt đẹp trợn trừng, kim đao trong tay chỉ cách bụng Lâm Văn Vinh gần thước. Chỉ cần hắn vừa động thủ, hai người liền như cá chết lưới tan. Trong xe nhất thời tĩnh lặng, cô gái cắn chặt môi, hung hăng nhìn hắn. Trong ánh mắt lạnh như băng hiện lên vẻ đắc ý. Lâm Văn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái miệng nhỏ của thiếu nữ đột quyết không ngừng thở hổn hển, cả người áo lót đã cởi một nửa, sắc mặt như dáng chiều, đai lưng chiếc quần tơ trên người nàng đã khai mở, lộ ra một mảng bộ ngực mềm mại óng ánh như ngọc, bên cạnh còn để một chiếc quần lụa mỏng mới tinh bằng tơ tằm. Thiếu nữ một tay cầm đao, tay kia nắm chặt đai lưng chiếc quần tơ tằm, trong ánh mắt giận dữ đã có vài phần xấu hổ lẫn quẫn bách. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Già tức giận nói, ngón tay nắm chặt đai lưng bằng tơ trên người, bất chấp cả cương đao đang gác trên cổ. Cần cổ thon dài thoáng nghiêng về phía trước, cương đao kia lại không có ý định thu về, đè lên phần cổ trắng mịn như phấn, nhất thời làm ẩn hiện một đường vân máu nhỏ như sợi chỉ. Thì ra nhà đầu kia đang thay xiêm y. Lâm Văn Vinh không nhịn được cười, hắn đảo mắt lên bộ ngực sữa, thần sắc trên mặt lại vô cùng hung ác. Làm gì hả? Người coi không thấy sao? Hắn cầm cương đao trong tay hung hăng cua cua, ta muốn giết người. Dã lang phải giương móng vuốt ra, bởi vì đó là vũ khí cuối cùng của nó. Người muốn giết cứ giết, nếu ta nhíu mày một chút thì ta không phải là nữ nhân của Thảo Nguyên. Thiếu nữ đột quyết hừ mũi một tiếng, nhìn hắn khinh thường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân sắc vô cùng bình tĩnh. Cô gái dùng một câu ngạn ngữ của đột quyết liên quan tới sói, Lâm Văn Vinh nghe được không biết nên cười hay nên khóc, hắn lắc lắc đầu. Người cũng biết, ta là người hiền lành, làm dã lang không hợp.
sao ra còn kém cô nương nương ngươi. Gào thét ầm ĩ, so với sói mẹ khi phát tình trên thảo nguyên còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Xem ra ta nên gọi lang vương tới cho ngươi, miễn cưỡng thân phận mới có thể cùng ngươi xứng đôi. Cặp mắt lãnh đạm của cô gái đột quyết sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ung dung đáp. Bầy sói trên thảo nguyên vĩnh viễn không ai biết vô của chúng ở nơi nào, bởi vì khi ngươi biết được thì ngươi đã táng thân trong đó rồi. Nhà đầu kia đối với lang tính thật đúng là hiểu rõ ràng. Lâm Văn Vinh khoát khoát tay không thèm để ý, cười nói. Ta ngoại trừ đối với sắc lang còn nghiên cứu một chút, ngoài ra những thứ khác đều bình thường. Bất quá có một điểm ta thực sự muốn biết. Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội như thế nào mà nàng lại đem theo những kỵ binh đột quyết này tới? Cô gái đột quyết có chút sừng sốt. Khi bừng tỉnh hiểu ra, nàng đột nhiên cười khanh khách đứng lên. Càng cười càng lợi hại, thân hình run rẩy tựa vào cửa sổ. Cuối cùng đến cả kim đao trong tay cũng nắm không chặt. Nàng gập người ôm bụng cười lớn, hai má đỏ bừng, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô lên xuống, thanh ngầm như chuông bạc bay vang vọng thật xa. Nhà đầu kia không phải là cười quá hóa điên chứ? Lâm Văn Vinh bị nàng cười đến da đầu cũng run lên, vội vàng dương dương trường đao trong tay. Không được cười, cười nữa ta sẽ giết ngươi. Ngươi có giết ta, ta cũng phải cười. Cô gái đột quyết này giống như gặp phải một sự tình bình thường thú vị nhất thế gian, căn bản không quản tới sự uy hiếp của hắn. Tiếng cười như sâu thành một chuỗi, thánh thót dài khắp thảo nguyên. Hỏng rồi. Lão Cào và Lão Hồ nhìn nhau, càng thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Chỉ cần Nguyệt Nha Nhi này cười, Lâm tướng quân nhất định là bị đả kích, đúng là phải dùng tới thiết quân luật rồi. Cô gái thật vất vả ngưng lại tiếng cười, trên mi vẫn còn đọng nét hồng. Lâm đại nhân, Lâm tướng quân, ôi, suýt nữa thì quên, tên của ngươi bằng tiếng đột quyết khi gọi chia làm ba từ, oà lão công. Oà lão công đại nhân, ngươi có biết không, dáng vẻ ngươi đứng ở đây so với lúc ngươi tự cho là thông minh, nhìn phải đẹp mắt hơn gấp 100 lần, 1000 lần, ha 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 ha. Hay cho cái oà lão công đại nhân, Lâm Văn Vinh giờ khóc giờ cười. Phải không, trước kia ta cho rằng hình dáng của ta đã rất anh tuấn, không nghĩ tới còn có thể càng anh tuấn hơn, cảm ơn cô nương nhắc nhở. Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, cô gái hử nhẹ một tiếng. Lúc trước ngươi nói là ta đã đem tộc nhân của ta tới đây. Ta đây muốn hỏi tướng quân đại nhân một câu. Một cô gái đơn thân bị các ngươi giam giữ ở trên xe. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều dưới sự giám sát của các ngươi. Ta làm thế nào có thể báo tin cho tộc nhân của ta? Vấn đề này Lâm Văn Vinh cũng đang nghi hoặc. Khu vực dược liệu, xung quanh đều là binh sĩ giám thị nàng. Nếu nói là khu vực dược liệu thì đúng là có bỏ lại một cây tú hoa châm. Có thể có người đã nhìn thấy. Thổi sáo báo tin. Đừng đùa. Nếu người hồ có thể nghe được tiếng địch của nàng, bà nội ta sớm đã chết vài trăm lần. Hắn à một tiếng, gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Ta đoán không được. Ngươi nói thử xem, ngươi làm như thế nào đi báo tin được? Người mới đi báo tin. Cô gái đột quyết bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thì nàng đã nói, nhịn không được đỏ bừng cả mặt giận dữ nói. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Kỳ thật, ngươi không báo tin cũng không sao cả. Ta đã có dũng khí đi tới thảo nguyên mênh mông này. Trước sau gì cũng có một ngày bị người phát hiện. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mặc kệ ngươi có 2 vạn người hay là 20 vạn người, đối với ta mà nói, đều giống nhau. Huống chi tộc nhân của ngươi hiện tại còn cách chúng ta hơn 200 dặm. Ta có thừa thời gian để điều chỉnh bố trí. Ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, tuyệt đối khiến bọn chúng không có kết quả tốt mà mang về. Lời này một điểm nói ra không giả chút nào. Muốn ở trên thảo nguyên đánh du kích, lấy chiến đấu nuôi dưỡng chiến đấu là cách tốt nhất. Nếu muốn không bị người hồ phát hiện, đó là chuyện không có khả năng. Ngọc Gia hừ một tiếng. Lấy tiếng làm thoái, ngươi thật là giả hoạt. Có điều, theo như lời ngươi nói, ngươi thâm nhập thảo nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện. Ta làm sao có thể đem sinh mạng mấy trăm tên tộc nhân của ta thử nghiệm, hào phí oan uổng khí lực để đi báo tin. Ngươi cho rằng đám Ngọc Gia cũng ngu ngốc giống như ngươi. Lời này hình như có chút đạo lý. Lâm Văn Vinh gật đầu cười. Nói như vậy thật sự không phải là người báo tin, vậy sẽ là ai đây? Thân sắc Ngọc Già lạnh lùng. Còn muốn ta lập lại lần nữa không? Ngọc Già cũng không hèn hạ như ngươi. Thần linh của Thảo Nguyên có thể làm chứng cho ta. Ngươi không cần phải đề cao chính mình. Trong bộ tộc của ta anh kiệt vô số, muốn nhìn thấu mưu kế nhỏ nhoi này của ngươi dễ như trở bàn tay. Còn cần có người báo tin sao? Cô gái mang thần linh của Thảo Nguyên ra, xem chừng thật sự khinh thường các âm mưu quỷ kế. Trong đầu Lâm Văn Vinh chợt lóe lên một ý giật mình. À, ta biết rồi, thì ra bọn chúng cũng đã không thực sự phát hiện ra chúng ta. Trong mắt thiếu nữ đột quyết lóe lên một tia kinh ngạc. Làm thế nào ngươi biết được? Điều này rất đơn giản,
Lâm Văn Vinh cười đáp, ta để cho hai tộc nhân của ngươi trốn thoát, cố ý truyền về tin tức giả. Khi hai vạn đột quyết kỵ binh kia biết được tin tức này, nếu có chút thông minh thì sẽ nghĩ rằng có thể là kế dừng đông kích tây. Dù sao ở phía trước Ngũ Nguyên còn có 4 vạn nhân mã chờ đợi, cũng không sợ chúng ta bay mất. Cho nên 2 vạn nhân mã này có thể yên tâm lớn mật chuyển hướng hành quân, thăm dò vị trí thực sự của chúng ta. Căn bản không cần có người báo tin, đúng là chặt chẽ mà. Ta thích nhất là xem mấy trò này. Vẫn phải cảm tạ cô nương ngươi nhắc nhở ta, không nghĩ tới chỗ người đột quyết cũng có người tài giỏi như thế. Ngọc Gia hừ một tiếng. Đều là suy đoán của ngươi mà thôi, đã ký cái gì? Có bản lãnh thì ngươi cứ dừng ở chỗ này đừng rời đi, xem rốt cuộc ai mới thật sự là dũng sĩ. Lâm Văn Vinh khoát tay. Tiến vào thảo nguyên giống nhảy múa trên mũi đao. Ta đây là dũng sĩ, chuyên môn nhảy vũ điệu khiêu gợi. Luôn có một vài người đột quyết rất thích đi theo thưởng thức, mà ta cũng không quan tâm. Cho nên lời ta nói vừa rồi, có là phỏng đoán hay không, trong lòng cô nương chắc đã biết. Kỳ thật ta trân trọng nói với nàng, tại nơi này còn có một chỗ sơ hở rất lớn, chỉ là chính cô nương người không có nhận thấy được mà thôi. Cái gì vũ điệu khiêu gợi? Nghe hắn ba hoa, thiếu nữ đột quyết hai má đỏ bừng, chỉ là thấy hắn mặt dày nổ vang trời nhưng lại tràn đầy niềm tin, nàng nhịn không được đã kinh ngạc hỏi. Tại chỗ này có sơ hở rất lớn, sơ hở gì? Sơ hở lớn này, đó chính là bản thân nàng. Ánh mắt Lâm Văn Vinh híp lại, mỉm cười lộ vẻ dâm đãng. Thiếu nữ đột quyết lạnh nhạt hừ một tiếng. Người nói bậy, ta có gì sơ hở? Lâm Văn Vinh gật gật đầu cười nói. Nguyệt nhà nhi muội muội, ta mặc dù không biết lai lịch nàng như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định. Nàng giống như một nhân vật xinh đẹp thông minh, địa vị ở trong đám người đột quyết tuyệt đối không thấp. Ta nói đúng hay không? Cô gái hử mũi một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ta bắt được nhân vật kiệt xuất tôn quý như vậy, còn cố ý thả hai tộc nhân của nàng chạy về báo tin. Hai vạn kỵ binh đột quyết này, cho dù là hoài nghi chúng ta thực sự đi về phía đó, chúng cũng tuyệt đối không dám không để ý tới tính mạng của nàng. Nhất định là chúng cũng phải chia binh làm 2 đường. Một đường tới Ngũ Nguyên truy kích, bảo vệ Ngọc Gia tiểu thư tôn quý. Một đường khác sau đó thử đi tới địa phương mà chính bọn chúng hoài nghi. Dù là cho chúng có 10 lá gan, cũng không có khả năng tập hợp toàn quân đánh tới một nơi mà không thể xác định được phương hướng. Nàng xem, sơ hở, đây không phải là sơ hở sao? Ta dám cùng nàng đánh cuộc, bọn chúng đi được 100 dặm, không tìm thấy một cái bóng của chúng ta. Cuộc tìm kiếm này kết thúc, 2 vạn binh cứu viện của ngươi chắc chắn sẽ lại hướng tới Ngũ Nguyên mà đi. Tiểu thư xinh đẹp, nàng có dám cùng ta đánh cuộc không? Thiếu nữ đột quyết chợt rưng rưng lệ trong mắt, không thể che giấu vẻ kinh ngạc nhưng vẫn cương quyết. Người muốn đánh cuộc gì? Lâm Văn Vinh thấy rõ điều này, trong lòng càng nắm chắc hơn, cười khà khà. Đánh cuộc sao hư? Thực là đơn giản mà. Nếu là nàng thắng, ta lập tức thả 10 tộc nhân của nàng. Ngọc Gia thận trọng liếc hắn một cái, sẵn giọng. Ngươi lại muốn lợi dụng tập nhân của ta để ngươi diễn kịch, nếu vậy ta thua thì sao? Nàng thua à? Lâm Văn Vinh cười ha hả, ánh mắt xoay tròn, đảo qua đảo lại trên người nàng, mắt sáng rực như ngọn đèn. Cô gái vội vàng che đậy y sam phía trước, kim đào cấp bách giơ lên bảo vệ ngực, phẫn nộ quát. Dạ lang hung ác, vĩnh viễn đừng mơ tưởng vũ nhục sự trong sạch của nữ nhân Thảo Nguyên. Ồ, tiểu đao này cũng được đấy, kim quang rất là rực rỡ. Lâm Văn Vinh cười nói, nàng mà nói nhận thua, vậy thì dâng tiểu đao này cho ta. Lúc ta rảnh rỗi, có thể gọt hoa quả, sửa móng tay. Nằm mơ giữa ban ngày. Không đợi hắn nói xong, Ngọc Gia liền cắt đứt lời hắn khinh miệt. Người có thể được ta tặng kim đao này còn chưa sinh ra trên đời. Lâm Văn Vinh căm tức hừ một tiếng. Không phải chỉ là một phá đao sao? Đừng nói là bằng vàng. Cho dù là toàn chân châu mã não, ta cũng không thấy lạ. Tốt lắm. Đổi lại điều kiện. Nếu nàng thua, trước mặt tất cả những người ở đây, hô to tên gọi bằng tiếng đột quyết của ta trên 10 lần. Không, 100 lần. Nàng nếu nói không đáp ứng, ta sẽ giết nàng. Tên gọi bằng tiếng đột quyết của hắn. Nguyệt Nha Nhi cân nhắc một chút, gật đầu. Ba từ này, oa lão công, đây là cái tên gì? Hô thì hô, ta còn sợ ngươi sao? Tốt, cứ định lời như vậy. Lâm Văn Vinh ha hả cười lớn, đem trường đao thu hồi vào trong vỏ. Mà muội quấy giày, thật sự là không có ý tứ. Tiểu muội muội, nàng nên thay y phục tiếp đi đã. Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, khóe miệng cười lạnh. Thế nào, ngươi không giết ta sao? Lâm Văn Vinh thần bí nói. Sao làm thế được? Bây giờ ngươi như là bảo bối của ta. Đại kiệu 8 người khiêng tới mời cũng không đi được. 5.000 huynh đệ này của ta cũng đều phải trông cậy vào nàng cứu mạng đó. Trong mắt cô gái hiện lên vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh nghĩ lại. Hôm nay một phen giao thủ,
so với đêm qua hoàn toàn khác biệt. Tên giặc này chuyển sang âm thầm chiếm thượng phong, nắm chắc thế chủ động. Đảo mắt dò xét trên bộ ngực đầy đặn của Nguyệt Nha Nhi mấy lượt, vừa muốn nhảy xuống xe rời đi, thì Ngọc Gia đang trầm mặc đột nhiên mở miệng cười như trăm hoa đua nở. Hòa lão công đại nhân, quên không nói với người, ta thực rất thích nhảy múa trên mũi đao. Ồ, là điệu vũ khiêu gợi sao? Lâm Văn Vinh cũng không quay đầu lại cười nói. Chúng ta có thể cùng nhau khiêu vũ, còn có cây cột. Lời còn chưa dứt, Ngọc Gia phía sau đã giận dữ, bốc lấy vài nắm dược thảo khô héo hung hăng ném vào người hắn. Tên đại hoa hạ lưu, cút! Lâm Văn Vinh nhảy xuống xe ngựa, mồ hôi trên lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn quẹt mồ hôi trên trán, hồi tưởng lại quá trình cùng thiếu nữ đột quyết này giao phong, có thể nói từng bước đều thực sự nguy hiểm. Ngọc Gia này tâm tư kín kẽ, phán đoán chuẩn xác, nắm rõ lòng người, dù nàng chưa nghe, chưa hề thấy, chơi đùa một hồi vừa rồi ta bị áp đảo nhuệ khí, nếu không thì chẳng biết nàng còn gây ra chuyện gì nữa. Lâm tướng quân, thế nào rồi? Thế nào rồi? Có điều tra được gì không? Hồ Bất Quy và Cao Tù vội giục ngựa chạy nhanh tới trước hắn, gấp gáp hỏi. Theo như tình trạng trước mắt của Lâm tướng quân, thần thái bay bổng, xuân quang đầy mặt, không giống như hình dạng thua thiệt trước Nguyệt Nha Nhi, chẳng lẽ là Lâm tướng quân đã chinh phục được Ngọc Gia? Hai người lão Cao bán tín bán nghi. Điều tra một nửa. Lâm Văn Vinh tươi cười đem tình hình vừa rồi đại khái kể lại một lượt. Cao Tù nhỏ giọng kinh hãi. Ây, nói như vậy thực sự không phải là nàng báo tin sao? Hồ Bất Quy gật gật đầu. Thần linh của Thảo Nguyên trong lòng người đột quyết chí cả vô thượng. Nữ tử gây hồ này tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không nói dối trước thần Thảo Nguyên. Xem ra trong đám kỵ binh đột quyết kia tất có cao nhân. Tướng quân, người thực sự có cách làm cho đám người hồ này không phát hiện ra chúng ta. Hôm nay bọn họ trước mắt chỉ là thử tìm phương hướng phải không? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói. Nếu không phải là Nguyệt Nha Nhi báo tin, vậy thì đám người hồ này tuyệt đối sẽ không phát hiện được hành tung của chúng ta. Nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi. Hơn nữa xem tình hình hiện tại, địa vị của cô nàng trong lòng người đột quyết cực kỳ trọng yếu. Người hồ tuyệt sẽ không dám coi thường, lại không xác định được phương vị thực sự của chúng ta. Bọn chúng chắc chắn sẽ phải quay về Ngũ Nguyên. Nhưng thật ra Nguyệt Nha Nhi này... Cao đại ca, lúc trước ngươi nói đúng một điểm, đây quả là con cá lớn à? Ánh mắt Cao Tủ băn khoăn. Rốt cuộc thì đây là cái loại cá gì? Lâm huynh đệ có lần ra được điều gì không? Trước mặt còn đang trong quá trình tìm hiểu. Lâm Văn Vinh nghiêm túc nói. Nhưng mà ngươi yên tâm, điều chính đáng là chỉ cần công phu thâm hậu, thiết bỏng như mũi châm, một ngày nào đó nhất định sẽ có ép đá chảy ra nước. Tin tưởng ta đi. Lão Cao nháy nháy mắt cười dâm đãng. Hồ Bất Quy tương đối thuần khiết hơn một chút, nghe không hiểu hai người bọn hắn đang ngầm ám chỉ cái gì, chẹp miệng hỏi. Ê, trước mắt quân ta nên hành động như thế nào, có dừng lại không? Không thể, đừng dừng lại, Lâm Văn Vinh liên tục khoát tay. Các người cho dù có tin tưởng ta cũng không thể tin Nguyệt Nha Nhi kia được. Tiểu nữ này tâm địa gian xảo còn hơn cả ta. Nàng thực sự là muốn âm thầm sử dụng thủ đoạn gì đó để báo tin. Chúng ta không phải ngồi ở chỗ này để bị đánh ư? Vì sự an toàn, chúng ta phải tiếp tục nhắm hướng Tây tiến về Thảo Nguyên, đi thẳng tới trung tâm của người hồ. Làm thế nào dùng thủ đoạn tấn công sấm sét, chẳng phải là muốn đem tâm điểm không thể phá của người đột quyết ra dọa. Mặt khác, hai vạn kỵ binh đột quyết kia, Hồ đại ca, người tiếp tục phái huynh đệ điều tra, sau này sẽ cùng bọn chúng đối mặt. Hồ Bất Quy và Cao Tù hai người đồng thanh ứng tiếng, liền lập tức an bài rời đi. Đại đội nhân mã tăng tốc hướng về phía Tây tiến lên, càng chạy càng nhanh, phảng phất như bị hai vạn kỵ binh đột quyết truy đuổi sau đít. Ngọc Gia vén rèm xe lên nhìn đám đại hoa tàn quân như lợn bị sói lùa. Tên giặc mặt đen thủ lĩnh kia cưỡi ngựa chạy trước nhất, vung một đường roi gầm lên phi như điên. Thiếu nữ đột quyết hừ một tiếng. Giặc gan nhỏ, ngươi mà cũng dám nhảy múa trên mũi đao. Đưa mắt nhìn lại, trên thảo nguyên A Lạp Thiện, mênh mông hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, chập chờn lay động. Bầu trời thăm thẳm như làn nước xuân trong vắt, từng cơn gió nhẹ nhẹ lùa qua khuôn mặt, mang theo hương hoa dại thơm ngát. 5.000 tàn binh của đại hoa lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn, dần dần chìm sâu vào đồng cỏ bao la. Dân cư ở thảo nguyên A Lạp Thiện thưa thớt, hành quân lâu vậy rồi mà không thấy bóng của một người hồ nào. Đột quyết lập nên Tử Hãn Quốc, vốn tập hợp nhiều bộ tộc, dựa theo dân số nhiều ít mà phân chia đất đai, các vùng lãnh địa không can thiệp chuyện của nhau. Khi mùa đông đến thì trữ cỏ khô, các bộ tộc nuôi dưỡng gia súc trong lãnh địa của mình. Đợi mùa xuân ấm áp đến, thì cả bộ tộc cùng ào ạt lùa thả gia súc vào thảo nguyên kiếm ăn. Cái khí thế hào hùng kia tựa như những quần mây giữa thảo nguyên bát ngát vậy.
Chế độ quần cư này phần nhiều là tham khảo từ Đại Hoa, rồi dựa vào tình hình trên thảo nguyên mà cải biến chút ít, có thể coi là bán định cư. Nhờ chính sách bán định cư này, thảo nguyên A Lạp Thiện dần dần trở thành chỗ cư ngụ của nhiều quần thể lớn nhỏ người đột quyết. Nhỏ thì cũng vài ngàn người, lớn thì cũng trên vạn người. Để đảm bảo cho các bộ tộc đều có được những đồng cỏ sung túc, người đột quyết sống xa cách nhau, ít nhất là cũng khoảng mấy trăm dặm. Cũng nhờ khoảng cách này mà kỵ binh Đại Hoa mới có không gian để tung hoành, mặc cho 30 vạn kỵ binh đột quyết tinh nhuệ vẫn vây quanh khe núi Hạ Lan. Hầu hết nam tử trai tráng của các bộ tộc đều đã đi hết, mở đường cho cô quân của Lâm Văn Vinh thâm nhập thảo nguyên, gây nên ba mối đe dọa. Trước khi đi, Từ Chỉ Tình đã thân tặng địa đồ thảo nguyên A Lạp Thiện, ghi chú các lộ tuyến một cách đơn giản nhất nhưng cũng cực kỳ rõ ràng, quả là đã ban cho nhánh cô quân này một đại ân. Hơn nữa, có Hồ Bất Quy giàu kinh nghiệm hết lòng tương trợ, 5.000 nhân mã này chí ít cũng không lạc đường. Sau khi tấn công 3.000 hào đặc, đại quân đã được bổ sung thêm lương thực dùng đủ 6-7 ngày. Cho dù sau khi xâm nhập thảo nguyên không kiếm được chút lương thảo nào, bọn họ vẫn có khả năng cầm cự 7 ngày vẫn không sao. Nhiều như thế, nhưng Lê Văn Vinh vẫn lo lắng, giục ngựa lui tới kiểm tra từng chút một, cho đến khi thấy trên mỗi chiến mã đột quyết vẫn treo đầy thịt khô lẫn lương khô, hắn mới thỏa mãn gật đầu. Lâm huynh đệ, tin tức tốt. Cao Tổ chạy thẳng một mạch kêu to, Hồ Bất Quy cũng rời đội ngũ từ phía sau chạy như bài tới. Tin tức gì tốt? Lâm Văn Vinh trông thấy hai tên đang lao tới liền mỉm cười vọt xuống ngựa. Chẳng lẽ Từ quân sư đã đánh bại được 30 vạn quân đột quyết? Bọn họ đã mất liên lạc với Từ Chỉ Tình 7-8 ngày rồi. Cô quân ngược hướng khe núi Hạ Lan xâm nhập thảo nguyên. Chuyện gì xảy ra dưới Hạ Lan Sơn thì bọn họ hoàn toàn không biết. Cao Tù lắc đầu. Huỳnh đệ giỡn à? Lão Cao ta chẳng phải là thần tiên. Sao lại có được tin tức của Từ tiểu thư chứ? Ta nói chính là 2 vạn quân đột quyết kia. Quả thật như ngươi dự liệu, bọn họ đích thân thực là chỉ thăm dò chúng ta. 2 vạn người Hồ kia tiến không đến trăm dặm, không thu hoạch được gì, liền chuyển sang hướng đông nhằm phía Ngũ Nguyên truy đuổi tiếp. Lâm Văn Vinh một tiếng, trong lòng cũng chẳng có chút ngạc nhiên hay vui mừng nào. 2 vạn đại quân đột quyết này rút lui mà phát hiện ra, tất nhiên chúng sẽ phải quay đầu lại. Gặp chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngọc già kia xem ra cũng còn thành thật. Có điều, nha đầu thông minh trí tuệ kia so với 10 vạn người đột quyết còn đáng sợ hơn. Nói đến Từ quân sư, lão Cao, ta bỗng nhớ tới một việc. Cao Tù thấp giọng xuống. Chúng ta tạm thời thay đổi kế hoạch, không trở về Ngũ Nguyên, ngược lại còn tiến sâu vào thảo nguyên. Việc này có nên để Từ quân sư biết không? Nàng có thể tìm ra ứng sách để đại quân cùng phối hợp. Nói không chừng sẽ khiến đại sự của chúng ta làm có thêm chút thành công. Nói có lý, Lâm Văn Vinh ngạc nhiên liếc hắn một cái. Cao đại ca, bây giờ ngươi càng am hiểu binh pháp, đã đuổi kịp tiểu đệ ta rồi đó, bội phục, bội phục. Hồ Bất Quy ở một bên nghe hai người nói chuyện, trịnh trọng lắc đầu. Cao huynh đệ, thông chi cho Từ quân sư nào có dễ dàng như vậy. 30 vạn quân Hồ cũng nằm trên một đường với Ngũ Nguyên. Quả là một con ruồi cũng bay qua không được, làm sao để báo cho nàng đây? Cao Tù nghiêm túc gật đầu, Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha ha ha, muốn thông chi cho Từ tiểu thư cũng không khó khăn như vậy đâu. Nói không chừng, một lát nữa thì người Hồ ở đây sẽ tuyển chuyển miễn phí cho ta. Tuyển chuyển miễn phí? Lão Hồ cùng Lão Cao nhìn đồng thời sửng sốt. Hồ Bất Quy liền mở miệng hỏi. Lâm tướng quân, tuyên truyền miễn phí cái gì? Sao chúng ta không biết? Nhân tiện việc này, sau lưng ta còn có một danh hiệu nho nhỏ mà nói ra cũng thật oan uổng. Lâm Văn Vinh thở dài thần bí nói. Hai vị đại ca, các người biết tên đột quyết của ta không? Tên đột quyết của Lâm tướng quân ư? Lão Cao vội vàng gật đầu cười dâm đãng. Biết, biết. Tam thị Hòa lão công, ta nghe Nguyệt Nha Nhi cô nương kêu mấy lần, cái tên này thật là hay à? Vừa thấy đã biết bị người chiếm tiện nghi rồi. Lâm huynh đệ, lão Cao tạ phục ngươi. Lão Cao giơ ngón tay cái lên, mãi tán thưởng không thôi. Hồ Bất Quy phản ứng chậm một chút, lấy làm khó hiểu hỏi. Cao huynh đệ, cái tên như này là như thế nào mà lại chiếm được tiện nghi? Người nói cho ta coi với. Cái này mà ngươi cũng không biết ư? Tam ca là lão công của ta, lão công là từ gọi thông tục của tướng công đó. Cái tên này mà cho tiểu cô nương Nguyệt Nha Nhi đọc thì sẽ ra sao, ngươi hiểu không? Hồ Bất Quy bừng tỉnh, nhất thời bật cười ha hả, tràn đầy bội phục đối với thủ đoạn của Lâm tướng quân. Lão Cao quả là một tên dâm tặc. Lâm Văn Vinh lắc đầu than thở. Cũng cùng một cái tên, nhưng trong mắt mỗi người lại bất đồng,
hàm ý trong đó cũng hiểu được hoàn toàn chẳng giống nhau. Tứ huynh thấy cũng phản ánh chân thật nội tâm tư tưởng của huynh. Ai, khác biệt giữa người với người sao lại lớn như thế chứ? Cái này có ý gì? Chẳng lẽ tên đột quyết của Lâm huynh đệ không phải đọc như thế sao? Cao Tổ lắp bắp. Đương nhiên là không phải đọc như vậy rồi. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng. Người khác nhìn thấy cái tên này cũng đều cho ta là cái thứ tình trùng lên não, vô sỉ hạ lưu, không từ thủ đoạn bớn cợt với tiểu cô nương kia. Kỳ thực nếu ta bảo ta nói thế, quả thực là có chút hiểu sai hàm ý của ta. Nếu ai còn trách mắng ta nữa, thì đó mới chính là kẻ tình trùng lên não. Hồ đại ca, ngươi là có tư tưởng chính trực, ngươi đem cái tên đột quyết của ta đọc ngược lại đi, xem coi rốt cuộc là cái gì. Hồ Bất Quy vâng một tiếng, tỉ mỉ suy tưởng lại một chút, thận trọng đọc. Cổng lão à thì cát tam, có phải đọc như thế không Lâm tướng quân? Không sai, đọc ngược lại cho đúng là cổng lão à thị ca ba, cổng lão à thị ca ba. Lâm Văn Vinh hầm hừ, đây mới là cách đọc chính xác duy nhất cái tên gọi của ta, cũng là muốn báo cho từ chỉ tình bí mật này. Cao đại ca, huynh xem coi, huynh suy nghĩ tới cái gì, tình trùng lên não rồi hả? Thì ra là có hàm nghĩa như vậy. Lão Cao đầm đìa mồ hôi lạnh, khó trách Lâm huynh đệ lại cảm phận đến thế. Rõ ràng là một cái tên cao thượng, ẩn chứa nhiều hàm ý, lại bị nhiều người đáng khinh đọc bậy. Xem ra trước kia ta đã hiểu lầm hắn, hổ thẹn à. Ta hiểu được rồi, Hồ Bất Quy vỗ tay một cái. Lâm tướng quân tự thân tiến vào đầu não của Thảo Nguyên, bắt Ngọc Già làm tù binh. Cái tên này ắt phải lan truyền khắp Thảo Nguyên Đại Mạc. Với sự thông minh tài trí của Từ tiểu thư, chỉ cần nghe tên gọi đột quyết của Lâm tướng quân, nàng sẽ rõ ràng ý đồ của chúng ta. Tướng quân, ngài chịu ấm mức rồi, mà tướng cho tới bây giờ chưa từng bội phục ai hơn ngài cả. Lâm tướng quân lắc đầu, vẻ mặt bi thương, cảm thán một hơi dài. Người cười ta kẻ điên khùng, ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng? Thấy không hào kiệt ngũ lăng, mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày. Người giống như ta nhất định sẽ cô độc trên đời. Ai, thói đời thật là hay. Thật không ngờ Lâm tướng quân lại là một con người sâu sắc như thế. Lão Hồ lắc đầu cảm thán, xem ra sau này không thể nhìn vẻ bề ngoài xấu xa bông đùa của hắn được, càng phải thấu rõ thế giới nội tâm cô độc sâu sắc của hắn. Lão Cao cũng không thèm để ý nữa, cười khà khà hai tiếng rồi dõng dạc nói, Lâm huynh đệ, ta quyết định rồi, ta nhất định phải chỉnh sửa theo ngươi, là một người bề ngoài phóng đãng nhưng lại là một kẻ có nội tâm cao thượng, trước mắt cũng có chút thành quả rồi. Thành quả cái rắm, ngươi là vẻ bề ngoài phóng đãng, nội tâm càng phóng đãng hơn thì có. Nghe lão Cao vờ vịt bộc lộ tâm tư trong sạch, cả Hầu Bất Quy cũng khinh thường phỉ nhổ. Lâm Văn Vinh cười ha hả, hai vị đại ca, ta cũng không nói khách khí nữa, hàm ý trong tên của đệ chính là cơ mật tối cao trong quân. Bây giờ các ngươi đã rõ ràng cơ mật này, cũng nên biết chúng ta thâm nhập Thảo Nguyên cuối cùng tiến đến nơi nào rồi chứ. Biết, lão Hoa, nghĩa là hang ổ. Cao Tù đang cười ngượng nghịu thuận miệng đáp bừa, chỉ trong chốc lát liền biến sắc. Hàng ổ, Lâm huynh đệ, ngươi có phải muốn đánh thẳng tới đột quyết vương đỉnh? Lâm Văn Vinh gật đầu. Nếu không, sao có thể bảo là cơ mật tối cao? Thế nào, Cao đại ca, huynh sợ à? Lão Cao phỉ nhổ khinh thường nói, ta sợ cái rắm. Ngày ấy ở trong doanh trại giận dỡ nói trời, thấy Lâm huynh đệ cũng chả nói gì rõ ràng. Ta cũng biết việc này không đơn giản. Không ngoài mong đợi, chúng ta đã chơi một cú lớn, cuối cùng đã đánh thẳng tới hàng ổ của người hồ. thống khoái, đi theo Lâm huynh đệ, cả đời ta chưa từng trải qua sự việc thống khoái như thế này. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu quay qua Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, huynh có đi không? Vốn nghĩ tiến vào Thảo Nguyên chỉ dĩ chiến dưỡng chiến, tiện thể tiêu diệt mấy bộ tộc của người hồ, cũng chưa từng nghĩ tới trong lòng Lâm tướng quân lại ẩn chứa kế hoạch vĩ đại đến như vậy. Hồ Bất Quy sớm đã kích động, nhiệt huyết sôi trào gầm gừ nói, đi, nếu ta không đi ta đúng là một tên kẻ ngồi xổm lý tè. Cao Tù lấy làm khó hiểu, lão hổ, người phát thệ cũng chẳng có gì thú vị, ngồi xổm lý tè là cái gì thế? Lâm Văn Vinh thâm trầm lếch hắn một cái gật đầu, Cao đại ca, huynh thật sự là thuần khiết, ta rất vui mừng. Không đề cập tới chuyển biến thuần khiết của lão Cao nữa, Lâm Văn Vinh cũng không giấu giếm kể rõ với hai người, lấy bản đồ của Từ Chỉ Tình vẽ ra trình bày rõ luôn những suy nghĩ bấy lâu về kế hoạch này. Hồ đại ca, ngươi xem, dựa theo bản đồ của Từ quân sư để phán đoán, vị trí trước mắt của chúng ta chính là phía tây nam của Thảo Nguyên A Lạp Thiện. Vương đỉnh khắc tư nhĩ của đột quyết nằm ở đầu mạn bắc của Thảo Nguyên. Nếu mà chúng ta tiến thẳng về phía bắc, tự nhiên có thể tới khắc tư nhĩ.
Nhưng giữa đường có vô số các bộ tộc người Hồ nằm dọc theo đó. Cho dù chúng ta có đánh bại toàn bộ các bộ tộc đột quyết, thì đến thời điểm đánh Khắc Từ Nhĩ cũng mất ngốn vài tháng. Tới lúc đó thì Hồ Nhân Vương Đình đem 10 vạn đột quyết thiết kỵ chờ sẵn chúng ta. Vậy trận này không phải đánh cũng biết kết quả. Hồ Bất Quy thận trọng xem xét bản đồ, gật đầu nói. Tướng quân nói rất đúng, nếu xông thẳng theo hướng Bắc, không những khiến mục đích của ta bị bại lộ mà chỉ tìm được chết, không trả được thù. Nếu muốn đánh tới Khắc Từ Nhĩ, sau khi tập kích qua 3 ngàn hạo đặc, vậy phải đi theo con đường nào không Hổ Nhân nào có thể phát giác ra. Lâm Văn Vinh chỉ tay về phía trước, về một chỗ ở phía trên bản đồ. Chỗ này gọi là Y Ngô. Ta đã nghe qua có một con đường tơ lụa thần kỳ, có thể xuyên qua Đại Mạc, Tuyết Sơn, dọc theo Y Ngô, Nam Đài, vượt qua Ô Luân Cổ Hà, tới núi A Nhĩ Thái. Qua núi A Nhĩ Thái, chính diện nhất định là Khoa Bố Đa, nơi có Lạt Tị Thảo. Qua Khoa Bố Đa thì chính là đột quyết Vương Đình Khắc Từ Nhĩ. Lâm Văn Vinh chỉ ra con đường, bắt đầu từ Y Ngô, ra khỏi Thảo Nguyên A Lạp Thiện, men theo một đường vòng cung vượt qua núi A Nhĩ Thái, tiến về lại Thảo Nguyên. Đối diện với nơi phân bố là Tị Thảo của người Hồ, Khoa Bố Đa cùng với Vương Đình Khắc Từ Nhĩ. Hồ Bất Quy kinh hỉ không thôi. Tướng quân, thật sự là có một con đường như thế sao? Nếu là thật, chỉ cần chúng ta đến được Y Ngô, liền dễ dàng vào ngược trở lại đánh úp người đột quyết. Nên có chứ. Lâm Văn Vinh cười một tiếng. Có điều cũng không chuẩn xác lắm. Nói không chừng, sau khi chúng ta đi qua mới có con đường này. Hồ Bất Quy cũng mặc kệ mấy chuyện này. Việc tập kích 3 ngàn hào đặc đã chứng tỏ Lâm Văn Vinh có năng lực lựa chọn đường lối sáng suốt. Lâm Tướng Quân đã nói có thể tới Vương Đình người Hồ, vậy nhất định là có thể. Cao Tù nghe hai người hắn nói chuyện, cẩn thận xem xét bản đồ, gật gù. Lâm huynh đệ đã nói là có thể, vậy nhất định là có thể đi được. Chỉ có điều mấu chốt chính là làm sao chúng ta tới được Y Ngô. Giữa chỗ này vẫn còn vài bộ tộc người đột quyết. Đoạn này trên bản đồ của Từ Chỉ Tình có những dấu hiệu mơ hồ. Chỉ chú thích là có vài bộ tộc đột quyết, nhưng lại không rõ vị trí của các bộ tộc. Rất đơn giản thôi, hành quân đến đâu đánh đến đó. Lâm Văn Vinh thản nhiên đáp. Đoạn đường đến Y Ngô, chúng ta phải dựa vào thực lực của chính mình để tiến lên. Chúng ta không chỉ dùng máu tươi của người Hồ để thông chi tin tức cho Từ tiểu thư, mà quan trọng hơn một chút là chỉ có chiến đấu chúng ta mới nuôi sống được bản thân. Nhưng ngay cả vị trí của các bộ tộc này ở đâu cũng không biết. Hồ Bất Quy nghi hoặc. Huynh không biết, nhưng có người khác biết. Huynh quên sao? Nguyệt Nha Nhi còn có vài chục tộc nhân. Chúng ta khổ khổ sờ sờ đem họ theo để làm gì? Nhưng gã này làm những người dẫn đường là tốt nhất. Các bạn khán giả thân mến, tập 154 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 155. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.